mọi người nha. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với livestream của Phong Cận TV á. Mà quên nữa, hiện tại á là livestream của tôi đang có giveaway. Nếu như mà bạn nào á mà nhấn vào nút like đăng ký kênh cho tôi nữa thì mấy bạn sẽ được tặng ngay một lốc sữa Susu Hero nha. Cho nên là bạn nào đang xem livestream thì đăng ký đi, tôi tặng cho bạn một lốc sữa Susu Hero vị dưa hấu siêu ngon luôn nè. Mấy bạn ơi, bạn đừng quên đăng ký cho Phong Cận, đừng quên đăng ký cho Sammy Đào nữa nha. Nếu bạn nào đăng ký cho mình nha, mình sẽ tặng cho bạn một lốc sữa Hero vị cam siêu thơm ngon luôn. Nhớ đăng ký cho Sam nha mọi người. Hey, dạo gần đây livestream mấy bạn ít like cho mình quá à. Mà mình bây giờ mình sắp hết tiền đóng tiền mạng luôn rồi, không biết còn livestream được nữa không đây. Hey. Kiếm tiền hả? Phong. Hả? Tôi biết có cách kiếm tiền hơi bị hay luôn. Ủa, cách kiếm tiền gì vậy? Dạo gần đây nha, gần đây có rất nhiều quán cà phê mà thú cưng nha Phong. Hay bây giờ tụi mình mở một tiệm cà phê thú cưng, vừa bán cà phê mà vừa cho khách nực thú cưng nữa, thế nào cũng kiếm rất nhiều tiền nha mọi người. Ồ, một quán cà phê để cho khách vô mua cà phê uống mà còn có thể nựng thú cưng nữa, chắc chắn sẽ đông khách lắm luôn á. Được, vậy bây giờ tôi với bà cùng nhau mở quán cà phê thú cưng để mình gọi là livestream cho bạn fan xem luôn, được không? Được. Ok, vậy thì hẹn gặp bà vào sáng ngày mai nha. Để xem coi, mở quán cà phê thú cưng hả ta? Hợp lý á chứ. Bây giờ mình sẽ mua cái con gì về bỏ vô quán cà phê ta? Ví dụ như là khủng long nè, hà bá nè, sư tử. Mình bỏ mấy con đó vô ăn thịt khách của mình luôn á chứ. Khách của mình sao nựng nó được. Trời, bây giờ mình mua con gì chó dễ thương ta? À, con mèo, con chó đồ, kiểu con capybara đồ á. Ừ, được, hợp lý. Nhưng mà mấy con đó nó hơi đắt tiền nha. Bây giờ làm cách nào có tiền để mua mấy con thú cưng á giờ ta? Là cách nào đây? Uống sữa để gọi là tăng trí thông minh. Để xem coi suy nghĩ coi. À đúng rồi, ở đây mình đang có cái tivi với lại cái máy chạy bộ. Mình mua cái máy chạy bộ này về để mình giảm cân. Mà từ bữa đến giờ mình mua mình chưa chạy lần nào hết trơn á. Mình chưa giảm được ký nào hết. Thôi kệ đi, mình chưa giảm được ký nào cho nên là mình đem bán luôn là hợp lý đúng không? Đem bán cái máy này với lại cái tivi, lấy tiền đó mở quán cà phê, làm giàu cùng với Sammy, hợp lý. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm quán cà phê thú cưng nha các bạn nha. Let's go. Hai, Sam ơi, bây giờ bọn mình kiếm cái chỗ nào để bọn mình mở quán cà phê bây giờ Sam? Tôi thấy ở đây chỗ nào cũng đẹp hết trơn á. Bây giờ mà tìm cái chỗ nào cho xịn xò xò rồi mình tìm ha, rồi mình thuê ha. Đúng rồi, phải là một cái quán cà phê ở cái chỗ đó thật là xịn xò nè, có núi Phú Sĩ nè, có tháp Eiffel nè đó, có gọi là kim tử tháp đủ kiểu luôn cho nó đẹp đó. Trời ơi, cái gì ông thuê lên núi luôn vậy? Trời ơi, đẹp đẹp thôi, vừa thôi chứ. Vừa hả? Ok, để xem coi xung quanh đây có chỗ nào đẹp đẹp không? Ở đây cái nhà nào cũng đẹp hết trơn ấy mà đắt tiền quá à. Để xem coi. Sam. Gì vậy? Lại đây. Ơi, bà có nhìn thấy cái mảnh đất trống này không? Mảnh đất trống? Ê, cái mảnh đất này được nè, chưa có nhà xây. Bây giờ mình thuê cái này xong mình xây cái nhà nhỏ là hơi bị đẹp luôn á. Đúng rồi. Bây giờ bọn mình mà xây một cái quán cà phê ở nhỏ nhỏ ở ngay cái mảnh đất siêu to này ha, là bảo đảm luôn là khách đến đây nườm nượp luôn á. Từ để Phong đúng xem rồi. Coi ở trong đây, ui, có cái chú gì ở trong kia kìa. Hình như chú này là chủ đất hay sao á. Chú ấy đang chăm sóc cây à. Từ để mình vô chắc mình hỏi. Dạ con chào. Con chào ông đẹp trai. Dạ con chào ông. Ồ, chào cháu nha. Dạ, con chào ông. Trời ơi, ông nhìn ông gọi là lớn tuổi gì mà ông đeo kính đen rồi ông gọi là đeo hoa trên ngực đồ kiểu nhìn ngầu quá vậy ông. Nhìn đẹp trai mặc vest đồ kiểu vậy. Chứ sao ta đẹp trai đó giờ mà. Ủa mà sao cháu vô đây chi vậy? Dạ, trời ơi, trước tiên con định ông xong rồi giờ con mới nói. Dạ thì thật ra là hôm nay bọn con đang tính tìm một cái chỗ nào đó thật là đẹp để bọn con có thể mở một cái quán cà phê thú cưng. Bọn con nuôi capybara, mấy con thú cưng dễ thương á ông. Đó, bọn con nuôi làm quán cà phê đó. Thì hiện tại bọn con đang cần, rất cần cái miếng đất này để xây cái quán cà phê đó lên. Không biết ông có thể nào giúp bọn con, cho bọn con thuê cái miếng đất này để xây quán cà phê được không? Trời đất ơi, nói chứ đất này là xây nhà làm quán cà phê là bao đẹp luôn. Dạ, con dạ. Nhìn đúng đất rồi đó. Thôi, dạ, con biết mà. Là bao rẻ bao đẹp, ta nói thật. Dạ, ủa mà ông cho thuê cái miếng đất này nhiêu tiền vậy ông? Cái miếng đất này nó nhỏ lắm cơ, và nó rẻ lắm. Dạ, vậy chắc là ông cho thuê một kim cương hả ông? Cũng một là 100 kim cương nha con ơi. Hả, cái gì mà 100 kim cương? Trời. Đất ơi, đất này nó vậy rồi, con rẻ là 100 kim cương rồi, con có tiền không? Có tiền thì đi về. Trời ơi, giờ nguyên cái mảnh đất to đùng như thế này. Ừ ha, nguyên mảnh đất to vậy 100 kim cương cũng đúng rồi các bạn ơi. Giờ mình có một kim cương chắc ông cho mình được một cục đất luôn quá. Ừ,
bây giờ tôi nghĩ bây giờ để tôi xin ông đi, cho ông cái mặt ông khó chịu quá ư quá. Người ta không gọi là không có muốn thuê đâu, để tôi nói cho. Rồi ok nha. Vậy để bà đó. Để coi coi chắc bà nói cái ông cho lên 200 kim cương luôn cho coi nè. Trời ơi. Ông ơi con nói ông nghe nè. Nói chung là tụi con là sinh viên nghèo khó. Gì vậy? Nói chung là tụi con cố gắng làm việc kiếm tiền để nuôi ba mẹ con, nuôi em gái, em trai con. Trời, nói chung là tụi con là sinh viên, gọi là khó khăn, cố gắng, gọi là muốn, gọi là gì ta, kiếm tiền để nuôi gia đình. Dạ đúng rồi á. Ở nhà hai bọn con còn nuôi thêm một cái con đậu mập nữa. Trời, cái con đậu này nó ăn nhiều lắm ông ơi. Một ngày nó ăn 8 kg thịt, 20 kg giò heo lận đó ông. Trời đất ơi, sao mà nghe cảm động dữ vậy. Con bé nói chuyện nghe cảm động mà còn thằng nhóc này nghe cảm lạnh nha. Ai ai coi. Dạ. À, ghê luôn à. Thôi rồi, vì con gái quá dịp hơn nên thôi, ta sẽ cho con thuê với giá rất là hời luôn. 10 kim cương một tháng nha con yêu. Trời ơi. 10 kim cương một tháng. Ê, nhưng mà đúng Sam ơi, rồi. Bọn mình cũng đâu có 10 kim cương đâu, giờ sao vậy ta? Vậy giờ ông ơi con nói ông nghe bây giờ thế này nè. Bây giờ ông cho bọn con thuê 10 kim cương là thuê rẻ đúng không? Bây giờ ông lỡ ông làm phước rồi, ông làm phước thêm cái nữa được không? Là ông cho bọn con nợ đi. Bây giờ bọn con mở quán cà phê xong rồi á, khi nào bọn con bán, bọn con có tiền rồi bọn con trả cho ông. Đó, được không ông? Nợ hả? Thôi cũng được, nói chung là hai sinh viên nghèo khó cố gắng vượt khó cố gắng kiếm tiền rồi, thôi ta cũng quý đó. Thôi được rồi. Dạ. Sao? Dạ. Con cảm ơn ông. Dạ vâng, con cảm ơn ông, cảm ơn ông. Trời ơi, mừng quá bạn ơi, cuối cùng cũng thuyết phục được ông cho thuê miếng đất này với giá 10 kim cương mà ông còn cho nợ nữa chứ, lần sau mới trả. Trời ơi, hợp lý. Trời ơi, nhờ tôi đâu thấy không? Nhờ cái bảo cái tôi nói chuyện dễ thương quá, còn ông nói chuyện thấy ghét, thấy chưa? Được, ok, vậy bây giờ để tôi xem coi kế hoạch thiết kế căn nhà này như thế nào giờ ta. Trả lời bây giờ tôi quên mất cái kế hoạch thiết kế sao luôn rồi Sam ơi, tự nhiên tôi bị mất trí nhớ tạm thời. Bây giờ này đi, tôi bà vô trong chợ nè, mình tìm mua sữa Susu Hero, mình uống cái, mình nạp năng lượng đi rồi mình cùng nhau xây quán được không? Được. Rồi đi. Nhầm. À, trời ơi, sữa Susu Hero ngon quá mini ơi. Từ nãy giờ tôi uống tổng cộng là tất cả các loại sữa của Susu Hero và bây giờ đầu óc của tôi đã được gọi là minh mẫn hơn và tôi tỉnh táo hơn rồi. Bây giờ thì tôi đã sáng chế được một cái bản thiết kế vĩ đại về cái tiệm quán cà phê thú cưng của tôi. Đây cho bà coi nè, đây. Để tôi cất cái hộp sữa Susu gọi là vị sô cô la đó các bạn. Đó, rồi. Đây, xin hiểu bà, đây chính là cái laptop. Ở trong cái laptop này tôi đã để một cái bản thiết kế một cái quán gì ta, cà phê thú cưng rất là đặc biệt, bà xem thử đi. Đó. Rồi, để tôi xem coi. Kết nè. Wow, trời ơi, nhìn đẹp dữ vậy. Trời ơi, đẹp không, đẹp không? Ông từ sáng tạo đây hả? Đúng rồi, trời ơi, từ nãy giờ tôi uống sữa cam nè, tôi uống sữa dâu rồi, tôi uống thêm sữa dưa hấu rồi trộn vô nhau. Tôi uống hết rồi tôi mới nghĩ ra được cái bản thiết kế đỉnh cao gì đó, ghê không? À. Duyệt nha. Rồi, ok, duyệt đúng không? Được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu xây dựng cái quán cà phê thú cưng của chúng ta nha các bạn nha. Và bây giờ mình với Sammy sẽ chỉ cần búng tay một cái thôi là cái quán cà phê thú cưng sẽ được xây dựng thành công. Ok, chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, bụp chú! Xin giới thiệu với bạn quán cà phê thú cưng của Phong Cận và Sammy đã hoàn thành rồi đây. Có trời đẹp luôn. Đẹp chưa? Đó. Trời ơi. Thì cái quán cà phê này của bọn mình á là có bán thêm sữa Susu Hero cho mấy bạn nhỏ nữa, cho nên là bọn mình có để thêm logo chứ. Logo gọi là Susu Hero ở đây nè các bạn. Đó, nhận ngay một lồng đèn hoặc là mặt nạ khi mua mỗi thùng sữa Susu Hero. À. Ôi, đúng hay luôn, đúng rồi. Hình như là đang có sự kiện mới á bạn, trúng được quá trời mấy cái lồng đèn siêu đẹp luôn nè, để bữa nào tôi mua nhiều tôi trúng tôi tặng cho Sam coi, quá trời luôn. Ok. Trời, rồi, thích dễ sợ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong để review thử cái quán cà phê thú cưng của mình nha bạn nha. Thì đây, xin giới thiệu các bạn, đây chính là quán cà phê của mình. Thì ở đây mình đang có rất là nhiều những con gấu bông đó, rất là nhiều gấu bông gọi là con thú khác nhau, thấy không? Ở đây có con bạch tuộc nè, con hươu, con nai gì nè, đó, con cáo nè, cá heo nè, đó, quá trời nhiều luôn đó. Ở xung quanh đây thì bọn mình còn trang trí thêm rất là nhiều sữa Susu Hero dành cho những bạn nhỏ có thể vào đây mua. À, quá trời sữa Susu Hero luôn. Đây là Susu này là vị dâu nè, đây là sữa Hero vị dưa hấu nè. Mấy bạn muốn uống vị nào thì bạn cứ vào đây order nha, tôi sẽ gọi là mua một tặng một. Ok. Hết. Trời ơi. Đúng. Ê, rồi. Từ từ Phong. Hả? Tôi thấy ở cái quán mình sẽ có thiếu cái gì ta, tôi cảm nhận thiếu cái gì nè. À, tôi biết bà nói thiếu cái gì rồi, đi theo tôi, đi theo tôi. Đây. Toilet ở bên này nè.
Trời ơi, ai nói toilet không có nồi ơi. Trời ơi, đầy đủ hết trơn rồi. Nhưng mà thiếu xíu cái này quan trọng lắm luôn á. Cái quán cà phê của mình thiếu cái gì đó rất quan trọng. Cái quán cà phê không thể nào thiếu một chỗ, chính là nhà bếp đúng không? Đây nhà bếp nè, trời ơi. Rất là đẹp luôn nha. Tào lao với lao. Cái quán cà phê mình tên gì nè? Quán cà phê mình là cà phê thú cưng. Mà thiếu cái gì? Mình... Ủa, cà phê thì có rồi, nhưng mà hình như là nó hơi thiếu một thứ bạn ơi. Đó chính là thiếu thú cưng. Trời đúng ơi. Đúng rồi, thú cưng là thứ quan trọng nhất mà đâu rồi. Tự nhiên là Sam nói tôi mới nhớ. Từ nãy giờ quên mất. Ở đây thì mình cũng có thú cưng rồi. Nhưng thật ra thú cưng của mình chỉ là những con gấu bông gọi là mô hình như thế này thôi. Không được. Mình phải mua thú cưng thật đúng không bạn? Ok, vậy đúng giờ rồi. mình mua con gì giờ Sam? Ơi, mua capybara đó ông nội. Capybara. Hợp lý, capybara là một con này rất là hot. Mua con đó hợp lý đó. Mua capybara nè, xong rồi mình mua thêm gọi là chằn tinh nè, yêu quái nè, quái vật nè, gọi là Godzilla. Gì? Con gì cho nó dễ thương, ta con gì nó phải gớm vậy? Rồi, ông con nói là con đuổi khách nè. Nè, capybara nè, con cún nè, con mèo nè, đó mấy con gì dễ thương đó. Ok, được. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi về nhà bán hết máy tính để lấy tiền mua mấy con đó chứ tiền đâu mua. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi mua thêm thú cưng nè, mèo nè, chó nè, capybara và những con thú cưng thật là dễ thương nha. Ok bạn, đi nào. Let's go. Rồi, ok mấy bạn. Và bây giờ thì bọn mình cũng đã mua xong thú cưng rồi. Các bạn đã sẵn sàng xem những con thú cưng vô cùng độc lạ hình vuông ở trong Minecraft sẽ như thế nào chưa? Ví dụ như con capybara, nó rất là mập, thì nó hình vuông thì nhìn nó sẽ như thế nào? Đây các bạn hãy xem thử nha. Ten. Trời ơi, capybara đây hả? Dễ thương quá vậy. Wow, ủa cái con mắt nó đâu rồi? Sao tôi không thấy con mắt đó vậy? Ủa? Nè, con mắt hay quá. Quên, con mắt nó nằm bên đây. Đây là mũi tự mắt hả? Xin hiểu các bạn, đây chính là con capybara ở trong Minecraft nha các bạn nha. Nhưng mà sao mình Still nhìn hot. Sao mình nhìn nó giống con bò quá ta. Trời ơi, nó vậy nó buồn đó. Con này hơi bị hot đó. Hot trend. Tôi không biết. Ui, Sam ơi, ở bên này còn có capybara, có thêm hai con nhỏ nữa nè. Trời ơi, capybara con, dễ thương quá, dễ thương quá. Đáng yêu dữ trời. Ủa, con này là con gì vậy Sam? Trời ơi, con này á, con cún xám dễ thương vậy nè. Cái con này là cái con gì? Cái con gì mà tôi thấy nó hot trên mạng, con gì tên gì? Huggy hả? Con Huggy đúng không? Huggy hả? Đúng rồi. Dễ thương á, xoa đầu. Còn ở bên này, bên này là bé bông nè Sam. Ồ, bông này. Ê, còn bên này là bé cam nè. Trời ơi, nhớ cam có trời bông cam như đây gọi là tiếp bông khách cam đây luôn. Nha. Ok, rồi, còn ở bên này thì chúng ta sẽ có thêm mấy con capybara nữa nè. Ở bên này thì sẽ là con Huggy nè. Shiba nè. Shiba. Ủa con này là Shiba hay là đậu vậy? Shiba con này như là Shiba rồi. Con đậu thúi nè. Đây rồi, con đậu thúi đây rồi, hèn gì tôi đi qua đi lại nãy giờ tôi nghe cái mùi thúi, hóa ra là từ con đậu thúi này các bạn ơi. Đây rồi. Đồ đậu thúi của mấy bạn. Đúng rồi. Nhà tới đây là gặp lại đồ đậu thúi nha. Bạn nào muốn chụp hình với idol đậu thúi hãy nhớ đến quán cà phê của bọn mình sẽ được chụp hình với idol đậu thúi nha các bạn nha. Miễn phí luôn, không tính tiền. Ok, rồi, ở bên này thì bọn mình hồi nãy mình có để mấy con vẹt đây cho các bạn cũng thấy rồi đó. Đây mình có thể để thêm mấy con vẹt ở đây để cho mấy bạn nào mà thích gọi là chim á, ví dụ như là cá mui này đó. Cá mui nuôi bé kẹo á. Con kẹo đó. Đúng rồi. Đó, con kẹo đó. Thì cá mui có thể đến đây để nựng mấy bạn này. Ok. Và quán cà phê của bọn mình là như vậy đó. Bạn thấy có đẹp hay không? Ngầu hay không? Đó. Rồi. Đừng quên cái mình nha. Còn bây giờ tụi mình sắp thôi, chuẩn bị sắp sửa mở quán đi Phong ơi. Tôi nghĩ là chắc nhiều người tới đó. Đúng rồi, bây giờ tôi nghĩ là chắc chúng ta phải nên khai trương quán thôi bạn ơi. Chứ không thôi là bây giờ là khách không đến là không có tiền đâu mà trả tiền trong chủ, hiểu không? Rồi ok. Thôi, bây giờ khai trương quán ơi. Let's go. Dạ, kính chào quý khách, kính chào tất cả các quý khách ghé qua quán của bọn em. Quán bọn em là quán cà phê thú cưng. Nhận ngay lồng đèn và mặt nạ mỗi khi mua thùng sữa Susu Ego. Quán gì mà quán đã như ta, quán này quán gì vậy? Dạ, kính chào anh áo đỏ đẹp trai. Dạ, mời anh ghé vào quán em. Quán bọn em có bán sữa Susu Hero thơm ngon bổ dưỡng mà giá cực kỳ rẻ nữa. Và đặc biệt có cả thú cưng ở bên trong để anh có thể nựng thú cưng. Lắm á. Thú cưng hả? Su Ego hả? Trời ơi, hấp dẫn quá vậy, cho vô coi giá được không? Vô coi đó rồi. Được, vậy rồi, mời anh vô, đây. Wow, hấp dẫn quá. Order cho tôi một ly sinh tố su vị dâu liền cho tôi. Dạ, sinh tố su vị dâu, dạ rồi, ok, anh đợi xíu nha. Dạ. Sam ơi, làm cho quý khách một ly gọi là su dâu, gọi là thơm ngon bổ dưỡng thế nào, sinh tố su dâu. Rồi, có liền. Rồi, ok, xin tố sư dâu của quý khách. Đây,
Dạ quý khách ơi, quý khách đợi lâu rồi, quý khách đợi lâu rồi, vậy đây. Xin mời quý khách. Wow, trời ơi, cái ly nước nhìn hấp dẫn vậy. Đây, đây. À, để anh mày cho tôi đi. À, có cái bàn nào để không ta? À đây đây, chỗ này đi, em đập cái loa em để đây. Đó, quý khách uống thử đi quý khách, hơi bị ngon luôn á. Ngon. Trời ơi sao nó ngon như vậy? Trời ơi ngon quá. Ngon quá. Trời ơi rồi, em biết nó ngon rồi. Anh bình tĩnh, em biết nó ngon rồi. Trời ơi anh đập luôn cái bảng của em vậy. Đây cho bây giờ uống sữa cũng ngon rồi, đi tham quan quán được không? Đi tham quan quán. Bây giờ anh đi vòng vòng xăm quan quán đi anh. Chỗ bọn em á là có gọi là rất nhiều thú cưng dễ thương luôn. Có cắt trời cái tiệm cậu. Cắt bia bara luôn hả? Tiệm cậu là được. Tiệm cậu là số 1. Trời ơi số 1 chứ sao không anh. À anh đợi xíu nha. Ở trong đây em có cái súng bắn bong bóng mà em mới vừa đổi từ sữa Susu Hero ra được á. Đem vô em lấy cho anh ra, anh bắn bong bóng anh chơi với thú cưng nha. À lấy thử dạ, cho dạ, dạ, rồi ok anh đợi em xíu nha. Đây là quý vị, tôi đang live stream cho quý vị coi là ở đây là có một cái quán gọi là cà phê. Quán cà phê bán sữa Susu Hero rất là ngon. Mà ở đây lại còn có mấy em thú cưng dễ thương, đặc biệt là có capybara nữa, dễ thương lắm. Vậy nào đang coi live stream của tôi thì tới đây ủng hộ quán này liền nha. Ủa anh gì ơi, anh đang live stream á hả? Đúng rồi, à đây giờ live stream cho quý vị coi, đây chính là mặt của ông chủ quán nè. Đó, ô, đẹp trai dễ thương à, không? Dạ, em chào quý vị khán giả đang xem live stream nha. Ủa mà anh ơi, anh được bao nhiêu người xem rồi? Đang được không à, cái này được ít lắm em, được có 1 triệu người coi à. Cái gì mà 1 triệu người coi luôn á? Cái gì mà 1 triệu người coi luôn đây mà. Ủa anh ơi mà. Anh kênh của anh á có phải là tên là Cải Rỗn TV không? À đúng rồi, kênh anh là Cải Rỗn TV, kênh wow. Anh được 3 triệu người đăng ký hơn. Hèn gì hồi nãy anh bước vô em thấy anh mặc cái bộ đồ màu đỏ là em nghi rồi, còn thấy anh bị khùng là em còn nghi hơn nữa. Hóa ra khùng anh... nè khùng nè dạ xin lỗi anh, ý em là anh khùng nhưng mà nó vui à, nó vui à, phải vui dạ. Rồi anh khùng giống em đó, trời ơi. Nhưng mà anh ơi anh cố gắng anh livestream cho quán em đồng khách xíu nha, có gì mốt em booking anh đến review quán. À được, cho tôi uống sữa Susu Hero miễn phí là được, tôi thích. Trời sữa Susu Hero lắm. Dạ, ok anh. Trời ơi, Sam ơi. Sam ơi. Ôi Sam ơi, sao biết vô? Hồi nãy á có cái anh YouTuber tên là Cải Rỗn TV, ảnh vô trong quán mình ảnh livestream á, tí nữa khách đến đông cho mà coi nè. Ủa tay nghe là hoắc kia Cải Rỗn là ai ta? Anh, sao tôi không biết ta? Anh Cải Rỗn TV mà bà không biết tên nè. Ôi kìa anh đang livestream kìa, Ô. Chào mọi người nha, Mọi người đừng quên tới quán cà phê gọi là cái bara của Phong Cần có Sammy nha mọi người, đừng quên ủng hộ tụi mình nha, bằng tiền nè. Nhớ ủng hộ tụi mình nha. Dạ rồi, quý khách xếp hàng giúp em nha, quý khách xếp hàng giúp em. Từ ai rồi cũng sẽ có chỗ ngồi. Dạ rồi, mọi người có chỗ ngồi chưa? Trời ơi, sao mấy cái đứa nhỏ này không chịu đi ra chỗ khác cho bác này lớn tuổi, bác này ngồi ghế mấy cái đứa nhỏ này. Trời ơi, không biết nhường ghế cho người lớn tuổi hết trơn vậy. Ê, rồi mọi người bình tĩnh. Chủ quán ơi, chủ quán, mẹ nước ơi, tôi đặt nước để giờ sao chưa có được chủ quán. À dạ dân, sắp có nước rồi. Trời ơi, cái bếp ở đâu vậy? Tôi lạc đường trong chính rồi, là trong chính cái quán của tôi. À, đây. Sao? Trời ơi, khách đông quá sao ơi, khách đông quá. Khách đông quá. Trời bây giờ bà làm xong sữa Susu Hero chưa? Người ta yêu cầu sữa Susu Hero nhiều quá kìa. Ai tôi đang cố rồi, đây tôi lấy cho. Rồi ok đây nè. Mệt rồi, đây rồi. Quý khách đợi em xíu nha, Đây. Trời ơi, đây. Dạ rồi quý khách, nãy giờ đợi lâu mà. Dạ đây sữa quý khách đây, 1 ly Susu cam nè, 2 ly Susu cam, 3 ly Susu cam. Còn quý khách là uống dâu đúng không ạ? Dạ đây dâu đây. Dạ rồi. Ơi, dạ ông ơi, ông để con xíu nha, cái này là ly của ông nè, ông ngồi uống để con xíu nha ông, để con kiếm chỗ cho ông ngồi. Trời ơi, ok. Ơi, đông quá, giờ sao đi trời ơi. Trời ơi mọi người ơi, làm ơn bình tĩnh lại. Anh ơi, có nước của em chưa anh ơi? Có nước của em chưa vậy? Sắp có rồi. Trời ơi, khác quá nè, không biết chừng nào có ly gọi là sữa dâu đây. Anh ơi, chừng nào có nè. Dạ. Là em khóc buồn luôn. Em khóc liền nè. Dạ được rồi, trời ơi, đừng. trời ơi. Cái gì đâu mà khách hàng đến đây đông quá. Cái anh kia livestream xong khách đến đông quá, cái đầu lộn xộn quá trời tùm lum luôn. Các bạn coi nè, cái quán của mình bây giờ banh chành luôn rồi, xúc dây điện đồ tùm lum luôn rồi. Trời ơi. Ủa đây? Ăn quá xong đập cả quán luôn, lỗ vậy. Ông nào đến đây mai kim cương đi đào kim cương hay gì mà lủng luôn quán tôi luôn vậy trời. Wow, hello hai đứa nha. Nhà cửa dạo này bị sao mà quán tới sao mà thấy hơi bừa bộn vậy mấy con? Dạ tại vì nãy khách đến đông quá đó ông, cho nên là khách quậy. Khách quậy vô bên quán. Ra là vậy hả? Nói chung là ông tới đây là để ông
ưu tiền mặt bằng. À, tới ông, tháng rồi. À, đến đến ngày thu tiền hả ông? Đúng rồi. Con gửi tiền mặt bằng cho ông đi. À, từ sáng đến giờ thì bọn con bán sáng giờ chắc cũng được khoảng hơn 10 kim cương. Nhưng mà giờ bọn con thấy là bây giờ sửa cái quán của khách hàng phá như này, sửa cái quán chắc phải hết 50 kim cương đúng không? Ông không có cần biết cái đó, ông không cần biết, ông chỉ cần biết là con trả tiền mặt bằng đây. Ông rút kiếm kim cương luôn vậy? Ông không có thích nói nhiều, con nói lẹ mọi người. Dạ ông ơi, ông ra ngoài đây, con sẽ nói cho ông hiểu. Ra đây, ông rồi sao? Dạ, ông ơi. Đằng sau lưng ông có con voi biết bay kìa, trời ơi, con voi biết bay kìa. Con voi biết bay đâu? Chạy ra bà. Trả tiền mặt bằng cho ta, trả tiền mặt bằng cho ta, hãy đi. Trời ơi, bán hàng còn bán lỗ nữa, kiểu này là toang rồi. Ôi.